tên 2016 rồi. Và tôi sẽ lên học kỳ 2. Giờ tôi sẽ đọc bài này. Gà tỉ tê với gà. Loài gà cũng biết nói đấy các bạn ạ. Từ khi gà còn nằm trong trứng, gà mẹ đã nói chuyện với chúng bằng cách gõ mỏ lên vỏ trứng, còn chúng thì phát tín hiệu lúng nhịu đáp lời mẹ. Khi gà mẹ thông thả dắt bầy con đi kiếm mồi, miệng kêu đều đều cúc cúc cúc, thì có nghĩa là không có gì nguy hiểm đâu, các con đi kiếm mồi đi. Gà mẹ vừa kêu nhanh cúc cúc cúc, tức là nó gọi lại đây mau các con ơi, mồi ngon lắm. Gà mẹ mà xù lông, miệng kêu liên tục gấp gáp róc 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 róc, nhưng mà đừng ai đọc là róc róc, thế sai á. Gà con phải hiểu tai họa lớp màu. Bàn con đang xôn xao lập tức chui hết vào cánh mẹ, nằm im tới lúc mẹ lại cúc 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 đều đều, chúng mới hớn hở chui ra. À, giờ là phần này kết thúc. Gà cũng có tình cảm với con, biết che chở yêu thương bảo vệ nhau như con người. Nhớ không được làm hại con vật có ích nha. Hẹn gặp lại với bài sau.